Xin chào các anh em. Hôm nay Thắng Trần làm video này một phần nào đó để giải đáp một số thắc mắc cho các anh em. Thời gian qua, trong tất cả các video của Thắng Trần đều hướng đến với một mục đích là nâng cao khả năng đệm hát trên guitar cho các anh em, với điều kiện là chúng ta đã biết chơi căn bản. Nên Thắng muốn nhấn mạnh một lần nữa, Thắng không phải là người dạy đàn cho các anh em mới bắt đầu. Thành ra, đối với những người mà mới biết chơi thì nó rất là khó khăn. Nên Thắng đọc rất nhiều comment là có nói là sao mà khó quá, không dành cho họ được. Thì cũng mong các anh em ở trong trường hợp này cũng thông cảm cho Thắng. Bởi vì trên mạng xã hội bây giờ rất nhiều người dạy đàn, rất nhiều người chia sẻ, thì chúng ta có nhiều cái nguồn thông tin để chúng ta tiếp cận. Thắng được biết một số anh em rất giỏi về nhạc lý nhưng khả năng thể hiện thì nó có giới hạn. Rồi trường hợp ngược lại, một số anh em đánh đàn rất hay, kỹ thuật tuyệt vời, nhưng lại bị hạn chế về khả năng nhạc lý. Trong video này, một trong những mẹo nhỏ mà Thắng muốn cân bằng giữa hai trường hợp, một bên là đánh đàn giỏi mà hạn chế về khả năng nhạc lý, một bên giỏi về nhạc lý nhưng hạn chế về khả năng đánh đàn. Đó là mẹo chúng ta tập thuộc các bậc trên cần đàn. Bởi vì muốn có hòa âm giỏi hay thì chúng ta nhờ các hợp âm. Hợp âm ở đây là những hợp âm, ngoài hợp âm căn bản thì chúng ta phải có những hợp âm mở rộng mà các anh em hay còn gọi là hợp âm màu đó. Mà muốn giỏi về hợp âm thì chúng ta phải giỏi về quãng và bậc. Quãng đơn giản hóa, quãng là quãng đường từ điểm A đi đến điểm B. Nói về quãng thì nó gồm có số quãng và tính chất quãng. Ví dụ đồ mi, đồ rê mi đó, chúng ta đếm nè, 1 2 3, đây là 1 thì đây là 3. Chúng ta có từ đồ qua mi là một quãng 3, và đô bình mi bình đó là quãng 3 trưởng, còn đô bình mi dáng đó là quãng 3 thứ. Thắng ôn lại sơ sơ một chút xíu thôi. Đó, thì đó là quãng. Còn bậc, bậc là tên gọi khác của nốt nằm ở trong cái thang âm đó. Ví dụ chúng ta hàng ngày chúng ta mở miệng ra là chúng ta đọc theo thói quen nhé, đô re mi fa sol la si đô. Nếu đô là 1 thì đô sẽ là 8. Đô re mi fa sol la si đô, chúng ta đếm coi, 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó, chúng ta không đọc nốt nữa mà chúng ta đọc con số, đó gọi là bậc. Thì nếu đô là 1 đi thì son sẽ là 5. Thấy không? Đô re mi fa son 1 2 3 4 5. Đó, Thắng muốn gợi ý để các anh em khi hàng ngày chúng ta không ôm đàn, chúng ta tự ôn nhạc lý theo một cái cách đơn giản là chúng ta cứ học bậc đi. Để làm gì? Để chúng ta tính toán các bậc trong hợp âm, nó mau lẹ khi chúng ta hiểu thông qua cái mẹo mà một lát nữa đây Thắng sẽ chia sẻ đến các anh em. Thì bây giờ chúng ta xáo trộn hết. Nếu la là 1 thì la rồi tới gì? Đó, la si do re mi fa son la, đúng không? Đó, các anh em cứ đọc thuộc với vị trí cái gì là 1. Mong các anh em hiểu điều này. Cái gì là 1 là chúng ta tự cho cái gì là 1. Nếu mi là 1 thì mi fa son la si do re mi. Đó. Rồi các anh em chịu khó đọc thuộc lòng. Nếu mà nói đọc dãy nốt á, không còn là đô là 1 nữa. Cứ như vậy đi. Rồi các anh em tự làm bài tập cho mình. À, nếu mi là 1 thì 6 của nó sẽ là gì? 6 của nó sẽ là đô. Không? Mi fa son la si đô 1 2 3 4 5 6. Đó. Còn cái quãng 6 đó trưởng hay thứ thì tính sau. Trước mắt là chúng ta cứ ôn cái căn bản để mà đọc đúng cái vị trí đó. Bởi vì cái việc mà đọc đúng vị trí nó rất là quan trọng. Thắng muốn lặp lại điều đó một lần nữa. Ví dụ, trong hợp âm La 7 đó, mà nó có cái nốt, chúng ta nhìn thấy rõ ràng đây là nốt pha bình, La, Mi, Son, Đô thăng và pha bình tạm thời như thế. Nhưng trong hợp âm La nó đâu có nốt pha, thấy không? Thắng chưa nói về chức năng của hợp âm. Hợp âm sắp xếp theo thứ tự quãng 3, có nghĩa là 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Đó, trở lại hợp âm căn bản. Ví dụ hợp âm 4 nốt đi, mà nếu La là 1 thì 1, 3, 5, 7 sẽ là La, Đô, Mi, Son. Đó, 4 nốt đó nó tương ứng với
4 vị trí 1, 3, 5, 7. Thì vị trí số 5 của nó sẽ là mi, nếu la là 1. Mà bây giờ chúng ta đang bấm nốt pha, thì chúng ta phải hiểu đây là nốt mi thăng. Mặc dù chúng ta đang bấm trên cần đàn, đó là nốt pha bình. Thì mi nó mới trả về đúng giá trị vị trí ở số 5 là bậc 5 của la. Đó. Thì chúng ta hiểu nó như thế, thì nó sẽ trở thành nốt mi thăng. Thì có nghĩa là bậc 5 nó lên nửa cung. Đó. Thì đây sẽ là hợp âm la 7 thăng 5, hay còn gọi là la 7 cộng 5. Có nghĩa là vị trí số 5 ngay bậc 5 của la đó, nó tăng lên nửa cung. Đó. Cái việc đọc bậc nó rất là quan trọng. Thì các anh em có thể học lại nhạc lý rất là nhiều nguồn. Nhưng ở đây Thắng muốn giúp các anh em là chúng ta hiểu bậc trên cần đàn để tính toán hợp âm cho nó nhanh. Và việc đọc đúng bậc thì nó sẽ đúng hợp âm. Chứ chúng ta đọc sai bậc thì nó không ra hợp âm. Và nó không ra hợp âm thì chúng ta chẳng giải quyết được điều gì cả. Thì các anh em chịu khó nghe Thắng đọc thuộc nốt theo kiểu âm dài đó. Đó. Ví dụ như Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đó. Còn La nữa là sự lặp lại, nó là 8 rồi. Rồi bây giờ trở lại nói về cái chuỗi như vừa rồi thì ta còn gọi là âm dài đó. Thì các anh em chỉ chịu khó thuộc lòng hai âm dài căn bản thôi. Âm dài trưởng tự nhiên và thứ tự nhiên. Ví dụ trưởng tự nhiên nè, lấy Đô làm căn bản. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì cái quãng đường đi từ Đô tới Đô, tất cả các nốt nó không có thăng dáng thì người ta gọi là tự nhiên. Còn cái màu này là màu trưởng. Tại sao là trưởng? Bởi vì ngay vị trí số 3 nó là quãng 3 trưởng. Đô, Re, Mi, nghe màu trưởng mà. Đó, chúng ta hay có Đô trưởng đó. Đó. Thắng nói sơ sơ như thế để ôn lại cho các anh em một chút. Thì trên quãng đường Đô tới Đô, các nốt tự nhiên, chúng ta sẽ gặp hai cặp nửa cung. Đó là Mi, Fa và Si, Đô. Rõ ràng. Thì các anh em từ đây trở đi phải nhớ cái mẹo này. Trưởng tự nhiên chúng ta quên đi Mi, Fa và Si, Đô. Và chúng ta phải nhớ lăng ra, nếu mà trưởng tự nhiên thì sẽ có hai cặp nửa cung là 3, 4 và 7, 8. 3, 4 và 7, 8 cho tất cả cái gì là 1. Ở đây Đô là 1 thì 3, 4 của nó là Mi, Fa và 7, 8 của nó là sẽ là Si, Đô. Rồi các anh em không tin, các anh em làm ví dụ ở Sol là 1 đi. Đó. Thì chúng ta đọc là Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, đúng không? Miệng chúng ta đọc như thế. Nhưng chúng ta, ví dụ chúng ta không biết âm dài trưởng tự nhiên của cái thằng Sol đi, thì chúng ta phải vận dụng cái công thức. Nếu mà trưởng thì là 3, 4 và 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thấy chưa? Đó là Thắng đánh nhanh. Còn các anh em tự tập thì tự nhẩm, bất kỳ cái gì là một thì nó sẽ ra âm dài trưởng tự nhiên với công thức 3, 4 và 7, 8. Còn âm dài thứ, vị trí nó sẽ có hai cặp nửa cung, đó là 2, 3 và 5, 6. Bây giờ Thắng ví dụ ở la thứ cho dễ thôi nghe. Chẳng phải La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thấy chưa? Thì các anh em nhẩm lại coi nha. 1 mà La qua Si là một cung, thấy không? 2, 2 qua 3 là nửa cung như Thắng vừa nói đó. Si, Do, đó, tiếp tục. Rồi Do, Re, một cung. Re, Mi, một cung. Mi, Fa, đó, 5 qua 6 là nửa cung, phải không? Đó, rồi 6 qua 7 là Fa, Sol. Rồi 7 qua 8, một cung, Sol, La. Thì chúng ta áp dụng cho tất cả, nếu cái gì là một với âm dài thứ tự nhiên. Ví dụ Đô đi. Hồi nãy chúng ta đánh Đô trưởng, giờ chúng ta đánh Đô thứ với âm dài thứ tự nhiên. Chúng ta áp dụng cái mẹo 2, 3 và 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Đây là cái công thức, cái mẹo để nhớ. Nhưng các anh em đánh riết rồi, nó hình thành trong đầu các anh em cái âm dài. Đó là ví dụ như trưởng đi. Đăng 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 đăng. Đó là trưởng. Còn thứ tự nhiên mình đánh riết rồi, nó tạo cho mình cái màu thứ nè. Đăng đăng đăng. Không cần đọc nốt mà
cái âm đó nó nằm ở trong đầu chúng ta rồi, nó ăn vào não bộ, riết là chúng ta nó hình thành được hai cái màu âm giai căn bản, trưởng tự nhiên và thứ tự nhiên. Chúng ta đã biết 6 sợi dây đàn từ trên xuống dưới, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và các anh em luôn biết rằng là mi, la, rê, son, si, mi. Chúng ta có 6 sợi dây buông, có nghĩa là có 6 nốt nhạc đó, chúng ta không bấm. Bởi vì con ngựa ở đầu cận đàn nó đang bấm thay cho chúng ta đó. Thắng nói vậy là các anh em hình dung được rồi chứ. Còn nếu chúng ta thay vào cái ngón trỏ chúng ta bấm chặn ở đây đi, thì không phải ngón trỏ chúng ta nó có khác gì con ngựa đâu, đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta không bấm. Bây giờ mi là vị trí số 1. Bởi vì dây đàn dây 6 là dây mi rồi, mặc định rồi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta quên nó là mi đi. Mặc dù chúng ta biết nó là mi mà chúng ta phải tạm quên đi. Chúng ta phải luôn luôn coi nó là 1. Đó. 1 4 7 3 5 8. Thắng đang đọc vị trí, nó không còn là trong âm giai nữa, nhưng các nốt từ trên dây trầm xuống dây cao này nó nói thay cho điều đó ở vị trí. Bởi vì 1 là mi, rồi Thắng vừa nói tiếp theo là gì? 4. Tại sao là 4? Thì đây là dây la. Các anh em đếm thử coi, mi, fa, son, la, không phải là 1, 2, 3, 4 sao? Đó, thì bởi vậy các anh em quên đi sợi dây la. Thì tiếp theo, đúng không? Tới rê. Dây rê là dây số 4 nè, thấy chưa? Đó. Các anh em phải quên nó đi và nhớ đây là vị trí số 7. 1, 4, 7, rê là 7 nè, anh em đếm coi. Mi, fa, son, la, si, do, rê, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đúng 7 chưa? Đó, thấy chưa? 1, 4, 7, tương tự như vậy, tới dây son sẽ là 3. Nhưng mở ngoặc đơn chỗ này, nếu các anh em lấy bút ghi vào tờ giấy, ghi từ trên xuống dưới đó, 1, 4, 7, 3, ngay vị trí số 3 các anh em mở ngoặc đơn dùm Thắng, chữ thứ, có nghĩa là đây là quãng 3 thứ. Bởi vì quãng ba trưởng của nó sẽ là nốt son thăng. Mình đang đánh 6 sợi dây buông mà, chỉ cần nhớ chỗ đó một chút thôi. Các anh em không bấm một nốt nào cả, đánh một dây trên là ba dây dưới thì chẳng phải mi thứ sao? Thấy chưa? Tới dây si sẽ là số 5, mi fa son la si, 1 2 3 4 5. Và dây cuối cùng mi là nó trùng, đúng không? Thì đây là, nếu mà đây là 1 thì mi là 8 thôi, thì nó sẽ có công thức 1 4 7 3 5 8. Tại sao phải thuộc cái này? Đó là thuộc cái trục từ trên xuống. Để làm gì? Để mỗi khi chúng ta ôn hợp âm, nhớ lại hợp âm, các bậc chúng ta dễ tính toán. Trước giờ trong các video, Thắng hay để dãy số, 6 con số đó, sẵn bây giờ Thắng giải thích luôn. Các anh em thì biết nhiều rồi, nhưng cũng có một số anh em chưa biết về cái 6 con số xem như tọa độ hợp âm. Một số anh em yêu cầu Thắng phải vẽ cái khung hình cây đàn ra, rồi 6 sợi dây đàn, rồi ghi xuống ngón tay. Thắng không có thời gian để làm việc đó. Bởi vì Thắng luôn luôn nói là Thắng không phải là người dạy đàn. Thành ra chúng ta phải tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn. Và mong các anh em thông cảm cho Thắng điều đó. Thắng sẽ giải thích 6 con số hay để trên màn hình đối với một hợp âm nào đó. Thì 6 con số đó nó tương ứng với 6 sợi dây đàn. Ghi thì ghi từ trái sang phải, cũng giống như chúng ta đọc từ trái sang phải đó, nhưng chúng ta phải hiểu nó đang nằm từ trên xuống dưới đó, tức là 6 sợi dây đó. Đó rồi có những quy định nè, cái chữ không có nghĩa là dây buông, còn cái chữ ít có nghĩa là chúng ta bỏ dây đó, còn các con số mà nó tương ứng với dãy số đó thì đó là phụ thuộc về số ngăn. Thắng nói ví dụ, Thắng bấm hợp âm đô 79 đi, thì Thắng sẽ chú thích như thế nào. Hợp âm này chúng ta đánh từ dây số 5 xuống dây số 2. Đô, mi, si, rê. Đây là hợp âm đô 79. Đó. Nếu chúng ta đánh luôn dây mi cũng được. Nhưng mà trong trường hợp hòa âm chỗ đó chúng ta không đánh tới dây mi. Mặc dù mi vẫn nằm trong đô. Chúng ta chỉ cần giới hạn tới dây số 2 thôi. Thì đô, mi, si, dán và rê. Thì Thắng sẽ chú thích từ trái qua phải như sau. Việc đầu tiên, dây 6 là chúng ta không đánh thì Thắng sẽ ghi là X. Đó, bỏ. Tiếp theo 3, bởi vì chúng ta đang bấm ngang 3 này chưa, 3,
2, 3, 3 và ít. Đó, ít như vậy này chúng ta không có bấm, không đánh. Thấy chưa? Đó. Rồi, trở lại cái việc mà chúng ta đang tập đọc bọc 1, 4, 7, 3, 5, 8 như Thắng vừa chia sẻ đến anh em. Bây giờ Thắng sẽ chứng minh điều này. Ví dụ hợp âm La thứ 7 đi. Ở đây. Đó. Hồi nãy Thắng nói với các anh em là 1, 4, 7, 3, 5, 8. Đúng không? Đó là con ngựa đó đang bấm thay cho cái ngón trỏ chúng ta. Bây giờ ngón trỏ chúng ta chặn ở ngăn số 5. Thì ngăn số 5 chúng ta đang bấm là nốt La. Chúng ta biết đây là nốt La rồi. Điều này Thắng không phải nói nữa. Nhưng chúng ta quên đi chúng ta đang bấm ở đây là 1. Giờ chúng ta suy từ trên xuống dưới nè. Theo công thức 1, 4, 7, 3, 5, 8. 1, rồi tới đây là 4, đúng chưa? Đó. Nhưng trong hợp âm 1, 3, 5, 7, hợp âm căn bản thôi nha. Đó. 4 chúng ta không cần. Mà chúng ta cần cái gì? Ta cần cái gì gần 4, đó là 5. Thì đang 4 đây, thì chẳng phải chúng ta bấm vào ở đây là 5 sao? Đã có 4 ở dây đây thì đây là 5, thấy chưa? Rồi tiếp tục 1, 4, 7, à, chúng ta cần 7. Đó, nó có sẵn rồi. Rồi tiếp theo 3, chúng ta đang chặn cái ngón trỏ mà. À, nó có sẵn rồi, 3 thứ luôn. Rồi tới gì? 5. À, nó có sẵn rồi, ta cần trong hợp âm. Và 8, rồi rải từ trên xuống dưới. Chẳng phải là hợp âm La thứ 7 hay sao? Bây giờ ta không cần thứ mà ta cần trưởng. Thì ta thêm cho nó nửa cung. Thêm. Đó, ta đang bấm. Bây giờ ta thêm vào. Ta chưa biết nốt này là nốt gì, nhưng mà ta cứ thuộc cái công thức đó đã. Đúng không? Đó, xác định trưởng rồi. 1, 4, 1, 5, 8, 3 trưởng, 5, 8. Còn chúng ta nhả ra hết, chúng ta chặn ra vậy thì 1, 4, 7, 3, 5, 8. Thấy chưa? Thắng ví dụ một cái như vậy thôi. Các anh em tư duy và suy ra sẽ thấy nó tuyệt vời. Đó là cái trục từ trên xuống dành cho 6 dây đàn. Rồi, tiếp theo. Cũng có những hợp âm chúng ta không bấm trên dây số 6 mà chúng ta bấm từ dây số 5 trở xuống. Thì nó sẽ có một cái công thức nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đánh từ dây số 5 trở xuống. La, Re, Son, Si, Mi. Cũng giống như lúc nãy Thắng nói. Hãy quên đi các nốt. Phải chúng ta phải đọc bật cho nó. Đọc bật nha. Ta đang bật ở đây là 1. Con ngựa đàn nó bấm thế cho cái ngón trỏ chúng ta. Tiếp theo 1, 4, không? La, Re, La, Si, Do, Re. Không chưa? Bây giờ Thắng đang đóng vai trò như các anh em đó. Đang giống như là rặn từng chữ đó nha. Thì cái đó mới là sự tương tác để giúp các anh em hình dung ra là là 1 rồi. Tới đây Re, La, Si, Do, Re. 1, 4. Rồi tới đây Son, La, Son, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 4, 7. Thấy không? Vẫn là 1, 4, 7. Từ dây 5 cho xuống nha. Tiếp tục tới dây Si. Thấy không? Là Si, là Si. 1, 2. 1, 4, 7, 2. Nhưng vị trí 2 chỗ này chúng ta phải lưu ý mở ngoặc đơn cho nó. Có thể là 9. Điều này Thắng sẽ nói sau. 1 nè. Thì 2 nó phải là Si bình ở đây chứ. Nó phải là Si, nó phải là 2 chứ. Còn là Si nó ngoài khoảng 8 rồi, thấy không? Nếu là lá là 8, không? Là 1, lá 8 thì lá tới Si, Si chẳng phải là 9 sao? Thì 9 có nghĩa là khoảng 2 nằm ngoài khoảng 8 đó các anh em. Đó, Thắng muốn ôn lại sơ sơ một chút. 1, 4, 7, 9 luôn. Đó. Chúng ta đọc thành 9 luôn. Còn nếu chúng ta đọc thành 2 thì chúng ta phải mở ngoặc đơn, có thể là 9. Rồi tiếp theo Mi. Là Si, Do, Re, Mi. 5, phải không? Thì công thức của 5 dây từ dây số 5 trở xuống dây số 1 sẽ là 1, 4, 7, 9, 5. Đó. Ví dụ 1, 4, 7, 9, 5. Thắng không bấm một nốt nào cả. Bây giờ Thắng đang đánh vị trí số 1 là nốt La. 1, 4, 7, 9, 5. Trong hợp âm
mà có 4 thì có nghĩa là sẽ không có 3. 3 ở đây là xác định trưởng thứ đó. 1, 3, 5. Cái âm 3 nó xác định trưởng thứ đó, nó rất là quan trọng. Nhưng bây giờ nó không có 3 mà nó đang có 4. Thì 4 đó người ta gọi là suốt 4. Đó, thì bây giờ tạm thời nè. 1, 4, 7, có âm 7, có âm 9, có âm 5. Âm 5 thì khỏi bàn rồi, âm 5 là một cái âm và bắt buộc phải có trong hợp âm căn bản 1, 3, 5. Đó. Thì hợp âm này, nếu chúng ta không bấm một nốt nào cả, rải từ dây số 5 trở xuống, nó sẽ trở thành La nè, suốt 4 nè, 7 nè, 9 nè, thấy không? Rồi, La suốt 4, 7, 9. Nếu đọc như vậy thì nó không có hay. Mình sắp xếp đọc làm sao cho nó thuận. Đọc làm sao cho nó thuận mà thôi. Đó. Thì đây sẽ là hợp âm đơn giản nhất. La 9 suốt 4 mà trong các video Thắng hay nói. Đó. Bây giờ ngón trỏ chúng ta đặt ở vị trí ngăn số 3 và rải từ dây số 5 trở xuống. Thì chẳng phải nếu đây là đô mà đô vị trí số 1 thì đây nó trở thành đô 9 suốt 4 đó. Trong cái bài Mắt Biết Thắng chia sẻ đến các anh em đó, từ son thứ 7 qua đô 9 suốt 4 và về pha trưởng đó, đó không? Thì bây giờ các anh em đã hiểu tại sao đây gọi là hợp âm đô 9 suốt 4 đúng không? Đó, cái việc đọc mặt nó rất là quan trọng. Đó, bây giờ hợp âm dễ. Bây giờ, rồi tiếp theo, ví dụ đô 7-9 như lúc nãy Thắng nói, đô là 1, tới đây sẽ là 3, tới đây sẽ là 7, 1, 4, 7, 4 ta không cần mà ta đang cần 3, còn nếu mà ta cần 4 luôn thì nó trở thành suốt 4 rồi. Đó, bây giờ ta cần 3 để xác định trưởng thứ nè, đô, mi là trưởng nè, rồi âm 7 là nốt si dán theo cái trục ta đang bấm, nó có sẵn rồi. Rồi tiếp theo là nốt rế là âm 9 theo cái trục ta cũng đang đợi sẵn luôn, thấy chưa? Còn cái giờ di mí này ta không bấm. Còn nếu mà ta bấm á, nếu mà ta đánh mà ta không bấm ngay vị trí này nè thì nó sẽ trở thành âm 3 lại, bởi vì đồ mí mà, thấy không? Thì đây là hợp âm đô 7-9. 1 3 7 9 và 3. Đó. Đó, còn nếu mà ta không đánh nốt mí thì 1 3 7 đô 7-9 hay còn gọi là đô 9. Hy vọng các anh em sẽ có một cái bài tập khi chúng ta cầm đàn. Thắng muốn nhắc lại một lần nữa nghe. Khi chúng ta không cầm đàn thì chúng ta chịu khó đọc. Đọc các bậc đi, chúng ta cho cái gì là một và chúng ta đọc cho nó suông cái miệng đã. Ví dụ nếu mi là một, mi fa son la si do re mi. Nếu son là một, son la si do re mi fa son. Đó. Rồi chúng ta tính toán nếu son là một thì chúng ta cần cái gì của thằng son. Đó. Ví dụ ta cần thằng sáu của thằng son thì nó là mi. Son mi là quãng sáu. Yeah. Lúc nãy Thắng có nói âm 9 là âm 2 mà nằm ngoài quãng 8. Đó. Các anh em đã hiểu rồi. Đó. Thì từ đó chúng ta suy ra, lũy tiến nó lên. Nếu 9 là 2 nằm ngoài quãng 8 thì 11 sẽ là 4. Đó. Chúng ta lũy tiến nó lên. Nếu 9 là 2 thì 11 sẽ là 4. Và tiếp theo 13 sẽ là 6. Nếu âm 6 nó nằm trong quãng 8. Đây là đồ hợp âm đô trưởng mà có âm 6 hay còn gọi là đô 6. Đó. Chứ chúng ta không được gọi là đô, la thứ bắt đô nha. Đó. Chúng ta đang đánh đô mà. Đó. Nhưng nếu nốt la này nó nằm ngoài quãng 8 như Thắng vừa nói thì nó sẽ trở thành đô 13. Đó. Mà có 13 thì phải có 7, có 9, có 11 thì mới được đọc là 13 nha các anh em. Thì trong trường hợp này nó có âm 7. Đó, đúng không? Có âm 9 là nốt rê và chúng ta chỉ cần bấm một nốt lá này thôi. Đó. Chúng ta rã từ trên xuống dưới. Đó. Lúc này nó đã có âm 13 rồi thì âm 4 này nè. Chúng ta phải hiểu nó là âm 11 đẩy nó ra ngoài quãng 8. Đó, tại vì có 13, có 9, có 7. Bây giờ nó thiếu âm 3 thôi. Thì chúng ta phải hy sinh bớt nốt, bởi vì trên cần đàn guitar chúng ta chỉ có 4 ngón tay. Nó khác với bàn phím piano chúng ta có thể bấm đầy đủ. Thì chúng ta hy sinh bớt một nốt, đó là nốt rế. Thì chúng ta phải đặt cái ngón áp út vào nốt mí ở đây.
mì lá. Nốt mì là quãng ba trưởng trong hợp âm đô trưởng, nốt lá là bậc 13 như Thắng đã nói, la là 6 nhưng bây giờ chúng ta đẩy nó ra ngoài quãng 8. Đó, đây là hợp âm đô 7 13 đó, nó thiếu đi âm 9. Còn cái âm pha này này chúng ta đang hiểu nó là âm 11 đó, nhưng nó nằm thấp quá đó. Thì nó nằm thấp quá đánh nó không hay, chúng ta loại bỏ nó. Có những cái chúng ta phải đơn giản hóa. Nhớ tới đó, năm xưa nhả ra hợp âm đô 9 số 4 na, na, trong bài Mắt Biết đó, phần lên tông dành cho giọng nữ đó. Khuyên các anh em chúng ta luyện tập lúc không cầm đàn đọc bật đó, cứ đọc cho là cái gì là một, rồi chúng ta đọc tới đọc lui. Cái việc thứ hai nữa là chúng ta phải đọc đúng vị trí của hợp âm. Bây giờ nãy Thắng nói thiếu, bây giờ Thắng bổ sung thêm nha. Vị trí của hợp âm là gì? Hợp âm căn bản, chúng ta luyện hợp âm căn bản trước đi, là gồm có 3 nốt. Ví dụ nếu đô, đô trưởng hay đô thứ thì tính sau, nhưng mà phải đọc đúng cái bậc của nó, là luôn luôn nhắc các anh em là bậc là quan trọng nhất. Thì 1, 3, 5. Nếu đô sẽ là đô mi son, nếu la sẽ là la đô mi, nếu fa sẽ là fa la đô, nếu si sẽ là si re fa. Các anh em cứ ngồi mà luyện cái đó, đọc đúng công thức như bậc, như bản cửu chương á. Còn cái việc hợp âm đó trưởng thứ thì tính sau, các chúng ta phải đọc đúng cho nó cái đã. Để rồi khi chúng ta cầm cái đàn lên, chúng ta tính toán, chúng ta cần những hợp âm mà chúng ta mong muốn, thông qua cái mẹo mà Thắng Trần chia sẻ. Việc các anh em hãy quên 6 sợi dây đàn đi, quên 5 sợi dây đàn từ dây số 5 cho xuống đi, và đọc đúng các bậc. Hồi nãy giờ chúng ta đang tạm thời cứ xem như từ trên xuống dưới là dọc đi. Còn hôm sau chúng ta sẽ học tiếp ở chiều ngang à, trái qua phải, phải qua trái. Cái mẹo làm sao để dễ nhớ. Chính vì có hai cái này, cái hai thì Thắng đang hẹn các anh em nha, nhưng mà Thắng muốn nói trước, chính vì chúng ta luyện tập và tư duy tốt về hai điều mà Thắng chia sẻ đến các anh em, thì chúng ta cũng đã tự tính được hợp âm cho mình, những hợp âm màu hay để chúng ta áp dụng khi chúng ta cần đệm hát cho một các khúc nào đó, hoặc chúng ta gỡ nút thắt cho chủ giai điệu, nốt giai điệu điểm đến mà chúng ta cần cái màu hợp âm ngay chỗ đó nó hay nhất, thì phải như thế nào. Thì xoay quanh hai cái việc mà Thắng đã nói với các anh em, nó rất là có lợi các anh em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.